Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và mẹ Maria. Kim Phượng cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. FSB tuyên bố đập tan nỗ lực cướp máy bay ném bom hạt nhân của Nga. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Russian Nuclear Bomber Hijacking Attempt Thwarted by FSB. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Đình Trinh. Hôm thứ Hai 8 tháng 7, Cơ quan An ninh Liên bang Nga gọi tắt là FSB cho biết họ đã ngăn chặn nỗ lực của tình báo Ukraine nhằm tuyển dụng một phi công Nga để cướp máy bay ném bom chiến lược siêu âm Tu-22M3. FSB cho biết các cơ quan mật vụ của Ukraine đã hứa cấp cho phi công Nga quốc tịch Ý và tiền như một phần của thỏa thuận cho phép anh ta bay và hạ cánh chiếc Tu-22M3 ở Ukraine. Máy bay phản lực Tu-22M3 của Nga có mật danh NATO là Backfire, được nhà thiết kế Tupolev mô tả là máy bay ném bom mang hỏa tiễn siêu âm tầm xa, sử dụng bom trên không và hỏa tiễn dẫn đường để tiêu diệt các mục tiêu trên biển và trên mặt đất. Lực lượng Kyiv cho biết máy bay ném bom này thường được quân đội Nga sử dụng để tấn công Ukraine trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra. Nó có khả năng mang hỏa tiễn hành trình KH-22, có thể mang đầu đạn hạt nhân. Theo thông tấn xã Interfax của nhà nước Nga, Cơ quan An ninh Liên bang Nga đã ngăn chặn một nỗ lực khác của các cơ quan mật vụ Ukraine nhằm thực hiện chiến dịch cướp máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-22M3 của lực lượng hàng không vũ trụ Nga và đưa ra nước ngoài. FSB cho biết tình báo Ukraine có ý định tuyển dụng một phi công quân sự Nga, hứa cho anh ta tiền thưởng và quyền công dân Ý nhằm thuyết phục anh ta lái và hạ cánh một chiến đấu cơ phóng hỏa tiễn ở Ukraine. FSB kháo rằng trong quá trình hoạt động, họ đã nhận được thông tin giúp quân đội Nga tấn công phi trường Ozone phía tây bắc Ukraine. FSB đã công bố một đoạn video cho thấy phi công Nga được làm mờ khuôn mặt kể lại vụ việc. Theo lời anh ta nói, tình báo Ukraine đã liên lạc với anh ta trên dịch vụ nhắn tin Telegram và cố gắng tuyển dụng anh ta. Ngay sau đó, anh ta đã đưa ra một trình thuật có vẻ không được nhất quán. Anh ta kể rằng, một người không rõ danh tính đã liên lạc với tôi. Hắn ta không cho phép xã giao lịch sử tối thiểu, mà ngay lập tức bắt đầu bằng những lời đe dọa đối với những người thân của tôi, yêu cầu tôi phải đốt máy bay, phi công nói. Tôi đã đến gặp chỉ huy và kể lại mọi chuyện. Người đối thoại của tôi thậm chí còn không che giấu sự thật rằng anh ta đến từ cơ quan mật vụ Ukraine. Anh ta tự giới thiệu mình là Pavlo, đề nghị cướp một chiếc chiến đấu cơ và bay đến lãnh thổ Ukraine, nhưng không phải bất kỳ máy bay nào mà là một chiến đấu cơ ném bom hỏa tiễn tầm xa, một chiếc máy bay mang vũ khí hạt nhân. Ukraine thường xuyên tấn công các căn cứ quân sự của Nga bằng máy bay điều khiển từ xa, nói rằng đây là mục tiêu quân sự hợp pháp trong chiến tranh. Tháng 8 năm ngoái, Nga cáo buộc Ukraine thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa vào một phi trường quân sự ở vùng Novgorod, miền Bắc nước Nga, nơi được cho là căn cứ của máy bay ném bom Tu-22M3. Ngọn lửa bùng phát ở bãi đậu máy bay và nhanh chóng được dập tắt. Một máy bay bị hư hại, không ai bị thương. Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào thời điểm đó. Những bức ảnh sau đó xuất hiện trên mạng cho thấy ít nhất một máy bay ném bom siêu thanh Tu-22M3 của Nga đang bốc cháy. Trung Quốc và Belarus tập trận chung gần biên giới Ba Lan trước hội nghị thượng đỉnh NATO. Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề China and Belarus hold joint drills near Polish border ahead of NATO summit. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Quân đội Trung Quốc và Belarus bắt đầu cuộc tập trận chung vào hôm thứ Hai, mùng 8 tháng 7 gần thành phố Brest của Belarus, cách biên giới Ba Lan 5 km. Cuộc diễn tập có mật danh Eagle Assault hay cuộc tấn công của chim ưng sẽ kéo dài 11 ngày cho đến ngày 19 tháng 7. Bộ Quốc phòng Belarus cho biết trên Telegram là một phần của cuộc tập trận chống khủng bố. Quân nhân của cả hai nước sẽ giải quyết các vấn đề về hạ cánh ban đêm, vượt qua chướng ngại vật dưới nước và tiến hành các hoạt động trong khu vực đô thị. Tiếp theo bài đăng này là những bài khác thể hiện sự sẵn sàng của các lực lượng vũ trang. Nhóm NATO ở biên giới với Belarus đang phát triển nhanh chóng, dẫn đến căng thẳng gia tăng trong khu vực. Một bài đăng khác cảnh báo về phản ứng gay gắt nếu bất kỳ ai vượt qua biên giới Belarus. Trong một cuộc phỏng vấn với thông tấn xã nhà nước Belta, tướng Andriy Lukyanovich, tư lệnh các lực lượng phòng không và không quân, đã đưa ra một cái nhìn bi quan về quân đội Belarus khi so sánh với quân đội Trung Quốc. Ông đề cập đến tình trạng béo phì trong các binh sĩ Belarus, khiến họ không thể chạy nổi trên thao trường. Một video được đính kèm trong cuộc phỏng vấn với Belta cho thấy cách ăn uống kham khổ của sĩ quan và binh lính Trung Quốc. Họ nấu một nồi nước nóng thật lớn và bỏ vào một thứ bột, thường được gọi là bột màu gạch tôm. Không có tôm gì cả, chỉ là một thứ tạo cảm giác tôm hùm đang được nấu trong nồi nước lèo, mà có lẽ gọi là nồi nước sôi thì đúng hơn. Sau đó, họ bỏ vào thêm những cọng mì, khẩu phần bữa trưa và bữa tối chỉ có như thế. Buổi sáng lính tàu chỉ dẫm xà, tức là uống nước trà với một chút lương khô. Trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu, Vladimir Kupianyuk, phó tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Belarus cho biết cuộc tập trận là phản ứng trước chính sách đối ngoại hung hăng của phương Tây đối với Belarus và trước sự khiêu khích của Ukraine. Belarus là một trong những đồng minh thân cận nhất của Nga. Sau cuộc xâm lược Ukraine vào năm 2022, cung cấp hỗ trợ hậu cần và căn cứ không quân nhưng không cung cấp quân đội tham gia chiến đấu. Cuộc tập trận bắt đầu vào đêm trước hội nghị thượng đỉnh NATO kéo dài từ 9 đến 11 tháng 7 tại Washington. Cuộc họp sẽ tập trung vào viện trợ cho Ukraine, sản xuất quốc phòng và các mục tiêu ngân sách quốc phòng. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz tuần trước cho biết Ba Lan và Lithuania sẽ nêu vấn đề bảo vệ biên giới tại hội nghị thượng đỉnh. Kosiniak-Kamysz cho biết có một cuộc chiến tranh hỗn hợp đang diễn ra ở biên giới Ba Lan, Belarus, cũng như ở biên giới Latvia, Lithuania và Estonia. Belarus ngày 4 tháng 7 đã trở thành thành viên thứ 10 của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, một nhóm được Bắc Kinh và Mạc Tư Khoa thúc đẩy như một đối trọng trước ảnh hưởng của phương Tây. Iran, Pakistan và Ấn Độ cũng là thành viên. Belarus và Nga trước đây đã từng triển khai vũ khí hạt nhân và cùng nhau tổ chức các cuộc tập trận quân sự. Reuters đưa tin Chủ tịch Hạ viện sẽ gặp Zelensky trong tuần này. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 10 tháng 7 trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Washington, Reuters đưa tin hôm 7 tháng 7. Với tư cách là Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, kể từ tháng 10 năm 2023, Johnson bị nhiều người chỉ trích vì đã trì hoãn việc cung cấp viện trợ mới cho Kyiv do ông từ chối tổ chức bỏ phiếu về nhiều lần thay đổi dự luật viện trợ nước ngoài phân bổ 61 tỷ Mỹ Kim hỗ trợ cho Ukraine. Đầu mùa hè này, Johnson cho biết ông không đồng tình với việc áp đặt các hạn chế đối với Kyiv liên quan đến việc sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp và chỉ trích việc chính quyền Tổng thống Biden quản lý vi mô nỗ lực chiến tranh ở Ukraine. Hôm 31 tháng 5, Hoa Kỳ đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp, bao gồm hỏa tiễn HIMARS, để tấn công các mục tiêu ở Nga nằm gần biên giới với tỉnh Kharkiv, sau khi Nga phát động một cuộc tấn công mới trong khu vực vào ngày 10 tháng 5. Ukraine cho biết lệnh cấm ban đầu của Washington tấn công các mục tiêu ở Nga có nghĩa là Ukraine không thể tấn công lực lượng Nga khi họ đang củng cố lực lượng trước khi vượt biên giới vào tỉnh Kharkiv trong cuộc tấn công mới của Nga được phát động vào ngày 10 tháng 5. Hỗ trợ cho Ukraine dự kiến sẽ là trọng tâm chính của Hội nghị Thượng đỉnh NATO năm nay. Tổng thống đương nhiệm Joe Biden đã cung cấp hỗ trợ quân sự đáng kể cho Ukraine trong 2 năm qua, trong khi ứng cử viên đối lập Donald Trump đã hứa sẽ chấm dứt cuộc chiến toàn diện của Nga chống lại Ukraine trong vòng 24 giờ, nhưng chưa công khai chi tiết về kế hoạch thực hiện điều đó, khiến nhiều người âu lo rằng kế hoạch này ít nhiều có liên quan đến việc nhượng lại lãnh thổ cho Nga. Politico hồi đầu tháng đưa tin rằng các nhà ngoại giao và các nhà lãnh đạo thế giới chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh NATO vào tuần tới đang bày tỏ những lo ngại riêng về tuổi tác, sức khỏe và khả năng giành chiến thắng của Tổng thống Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống năm nay. Tổng thống Biden phải đối mặt với một nhiệm vụ đầy thách thức tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO sắp tới. nơi ông được giao nhiệm vụ giải quyết những lo ngại của các đồng minh về cam kết của Mỹ với Ukraine. Tuy nhiên, màn tranh luận của ông với Trump đã chuyển trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh sang đánh giá khả năng phục hồi về thể chất và chính trị của Tổng thống Biden. Hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới sẽ diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 7 tại Washington, D.C. Ý thức hệ thế giới Nga không khác với chủ nghĩa quốc xã bao nhiêu. Hôm thứ Hai, 8 tháng 7, Mikhail Khodorkovsky, một nhà hoạt động đối lập người Nga cho rằng ý thức hệ thế giới Nga là động lực chủ yếu cho cuộc xâm lược Ukraine của Vladimir Putin và bản chất không khác với chủ nghĩa quốc xã bao nhiêu và không thể coi là tương hợp với Kitô giáo như Thượng phụ Kirill quảng bá, nhưng phải nói là đối kháng triệt để đối với niềm tin Kitô. Diễn biến này xảy ra sau một sự kiện mà nhiều người tin rằng là một vụ án văn học chính trị lớn nhất lịch sử Nga. Một nhóm các nhà hoạt động phản chiến Nga, những người đang bị cơ quan an ninh Liên bang Nga gọi tắt là FSB truy nã rất gắt gao, đã lấy 18 bài thơ từ hơn 8 thập niên trước và chuyển nó thành thơ ủng hộ chiến tranh yêu nước đương đại dưới bút danh nhà thơ Gennady Rakitin. Nhà thơ Gennady Rakitin chỉ là một nhân vật tưởng tượng và hình ảnh của ông dù trông giống như người thật, nhưng là do trí tuệ nhân tạo tạo ra với mái tóc bạc và chòm râu dê. 18 bài thơ này được sáng tác bởi nhà thơ ủng hộ Đức Quốc xã Eberhard Müller, rất thịnh hành từ năm 1930 đến khi chấm dứt Thế chiến thứ hai. Trong khoảng thời gian đó, 18 bài thơ này đã được dịch ra hầu hết các thứ tiếng ở Âu Châu, kể cả tiếng Nga. Các nhà phản chiến người Nga chỉ làm một việc vô cùng đơn giản, là đổi tất cả những từ nói về người Đức, nước Đức thành ra người Nga, nước Nga, và những từ chỉ Hitler thành nhà lãnh đạo của chúng ta, ý muốn nói Putin. Trong số 18 bài thơ ca tụng Đức Quốc xã của Eberhard Müller có một bài tên là Führer, tức là Hitler, được xuất bản cùng với hình ảnh của ông ta. Các nhà phản chiến người Nga đổi tên bài thơ thành nhà lãnh đạo và được xuất bản kèm theo một bức ảnh của Putin. Tuyệt tập 18 bài thơ được xuất bản dần trên mạng xã hội Contact và được cho là đã đánh bại tuyển tập những bài thơ gì là một tuyển tập các bài thơ ủng hộ cuộc xâm lược Ukraine của Putin trước đó rất được ưa chuộng ở Nga. Hơn 100 dân biểu Nga, 30 thượng nghị sĩ và các nhân vật văn hóa ủng hộ chiến tranh nổi tiếng đã ghi danh theo dõi tài khoản của nhà thơ giả trên mạng xã hội Voltaik. Họ like và share các bài thơ này đi khắp nơi, thậm chí còn ngâm nga trong các diễn văn trước Quốc hội. Khôi hài đến mức một trong 18 bài thơ này đã lọt vào bán kết của một cuộc thi thơ cấp liên bang nhằm ủng hộ cuộc xâm lược Ukraine. Mikhail Khodorkovsky từng là người giàu nhất nước Nga trước khi lên tiếng chống lại Vladimir Putin và thành lập nhóm Open Russia, nghĩa là nước Nga cởi mở, với chủ trương thân phương Tây. Ông bị tịch thu tài sản và bị bỏ tù từ năm 2003 cho đến khi được Putin ân xá vào ngày 20 tháng 12 năm 2013 sau một thập niên tù tội. Ông hiện đang sống lưu vong ở London và thành lập trung tâm dossier nhằm điều tra các nguồn tài sản của Putin, không do Putin trực tiếp đứng tên, nhưng do các tình nhân của ông ta đứng tên. Ông nhận định rằng vụ 18 bài thơ này cho thấy rõ ràng rằng ý thức hệ thế giới Nga không khác với chủ nghĩa quốc xã bao nhiêu. Chỉ cần sửa người Đức, nước Đức thành ra người Nga, nước Nga và Hitler thành Putin là được nồng nhiệt đón nhận ngay cả trong giới tinh hoa Nga. Nhà báo Nga Andrei Zakharov là người đầu tiên tiết lộ công khai những nghi ngờ rằng Rakitin là kẻ giả mạo, nhưng không ai tin anh ta. Có người còn chê trách Zakharov nói như thế chỉ vì ghen tuông. Sau khi xuất bản hết 18 bài thơ của Đức Quốc xã, vài ngày sau, hôm 28 tháng 6, chính nhóm đứng sau Rakitin chính thức tuyên bố rằng Rakitin là một nhà thơ hư cấu và 18 bài thơ là những vần thơ của Đức Quốc xã. Hôm thứ Năm 4 tháng 7, theo yêu cầu của Văn phòng Tổng công tố Nga, Voltaik đã chặn trang của nhà thơ hư cấu ở Nga. Kênh Telegram độc lập của Nga, Sota đưa tin hôm thứ Bảy 6 tháng 7. Tuy nhiên, cơ quan truyền thông này lưu ý rằng Các bài thơ giả vẫn có sẵn ở nước ngoài và cơ quan an ninh Liên bang Nga gọi tắt là FSB đang ráo riết truy nã nhóm phản chiến đứng sau vụ án văn học chính trị được kể là lớn nhất trong lịch sử nước Nga cận đại. Cuộc tấn công của Nga làm hư hại tòa nhà cao tầng ở Dnipro, dân chúng bị mắc kẹt. Sáng thứ Hai, 8 tháng 7, Nga đã mở các cuộc tấn công lớn chưa từng có vào hàng loạt các thành phố lớn của Ukraine, kể cả thủ đô Kyiv. Diễn biến này xảy ra ngay sau chuyến thăm Putin của Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orbán vào sáng thứ Sáu, mùng 5 tháng 7. Chiều thứ Hai, Thống đốc tỉnh Dnipropetrovsk Serhiy Lysak cho biết, cuộc tấn công hỏa tiễn hàng loạt của Nga đã làm hư hại một tòa nhà cao tầng ở Dnipro và khiến dân thường bị thương và nhiều người đang bị mắc kẹt trên các tầng lầu cao. Người ta nghe thấy tiếng nổ ở Dnipro vào khoảng 10 giờ 45 phút sáng giờ địa phương. Các thành phố Kyiv, Rivne, Slovan và Krasnoyarsk cũng bị tấn công. Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, hơn 40 hỏa tiễn các loại đã được Nga sử dụng trong cuộc tấn công. Thống đốc Lysak cho biết vẫn chưa có thông tin chi tiết về số trường hợp thương vong, nhưng cho biết một doanh nghiệp và một trạm dịch vụ ở Dnipro cũng bị ảnh hưởng trong vụ tấn công. Chính quyền địa phương ở Rivne, một thành phố khác ở Dnipropetrovsk, cho biết ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 31 người bị thương do nhiều cuộc tấn công. Bộ trưởng Quốc phòng Anh công bố gói quốc phòng mới cho Ukraine trong chuyến thăm Odesa. Chưa đầy 48 giờ sau khi nhậm chức, tân Bộ trưởng Quốc phòng John Healey của Vương quốc Anh đã gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky ở Odesa và công bố gói viện trợ quốc phòng mới hôm Chủ nhật mùng 7 tháng 7. Khoản viện trợ mới được công bố bao gồm thêm đạn pháo, 1 triệu viên đạn và gần 100 hỏa tiễn Brimstone có độ chính xác cao. Bộ trưởng Healey cũng đã gặp người đồng cấp của mình, Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov. Có thể đã có sự thay đổi trong chính phủ, nhưng Vương quốc Anh đoàn kết vì Ukraine. Với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng mới, tôi sẽ bảo đảm rằng chúng tôi sẽ tiếp thêm sinh lực cho sự hỗ trợ của Anh bằng cách tăng cường cung cấp viện trợ quân sự quan trọng, Bộ trưởng Healey nói. Cam kết của chúng tôi sát cánh cùng người dân Ukraine là tuyệt đối, cũng như quyết tâm của chúng tôi đối đầu với sự xâm lược của Nga và truy đuổi Putin vì tội ác chiến tranh của ông ấy. Chuyến thăm của Bộ trưởng Healey là một phần của sự kiện đánh dấu Ngày Hải quân Ukraine, trong đó một phái đoàn quan chức nước ngoài và Ukraine tháp tùng Tổng thống Zelensky tới Odessa để tưởng nhớ các thủy thủ đã thiệt mạng. Bộ trưởng Healey cũng chỉ đạo các quan chức Anh tiếp xúc gói quốc phòng đã được chuẩn bị từ tháng 4 để bảo đảm gói hàng này sẽ được giao trong vòng 100 ngày tới. Gói đó trị giá 500 triệu bảng Anh hay 617 triệu Mỹ Kim, là gói viện trợ quân sự lớn nhất từ trước đến nay của Vương quốc Anh. Đảng Lao động đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ở Anh vào ngày 5 tháng 7 với chiến thắng áp đảo, giành quyền kiểm soát chính phủ từ tay đảng bảo thủ. Lãnh đạo hai đảng luôn ủng hộ Ukraine nên cuộc bầu cử được kỳ vọng sẽ không làm thay đổi đáng kể lập trường của Anh đối với Ukraine. Nga tấn công bệnh viện Nhi khoa và bệnh viện Sản khoa Kyiv trong cuộc tấn công bằng hỏa tiễn lớn chưa từng có, tuyên bố của Tổng thống Zelensky. Chiều thứ Hai, 8 tháng 7, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, bệnh viện Nhi khoa Omanit là trung tâm y tế trẻ em lớn nhất Ukraine đã bị trúng hỏa tiễn trong cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Nga vào ngày 8 tháng 7. Bệnh viện đã bị hư hại do cuộc tấn công của Nga. Người dân nằm dưới đống đổ nát. Hiện chưa rõ số lượng chính xác người bị thương và thiệt mạng. Tổng thống Zelensky nói, mọi người đều giúp dọn dẹp các mảnh vụn, bác sĩ, người dân bình thường. Đó là một cơn ác mộng. Đây là một bằng chứng khác về nạn diệt chủng do Nga tiến hành, tiêu biểu cho những gì người Nga đang làm với Ukraine và các thành phố của chúng tôi. Theo thị trưởng Kyiv, Vitaly Kristlo, bệnh nhân của bệnh viện Nhi Khoa đang được di tản đến các bệnh viện khác trong thành phố. Ông cho biết, tôi không thể nói chắc chắn đó là hỏa tiễn hay mảnh vỡ đã đâm vào bệnh viện, nhưng xét đến quy mô tàn phá, khó có khả năng đó chỉ là một mảnh vỡ từ hỏa tiễn. Ông nói thêm rằng, có thể còn nhiều người nữa nằm dưới đống đổ nát. Hoạt động cấp cứu đang diễn ra. Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tiểu bang đưa tin vào khoảng 1 giờ 30 phút chiều giờ địa phương, ít nhất 2 người đã thiệt mạng. Klitschko sau đó làm rõ rằng cả 2 người thiệt mạng đều là người lớn, một trong số đó là một bác sĩ. Ít nhất 16 người bị thương, trong đó có 7 trẻ em. Thị trưởng cho biết thêm, 15 nạn nhân đã phải vào bệnh viện. Aula Nesolionova, nữ bác sĩ tại trung tâm tim mạch thuộc bệnh viện Omadit có đồng nghiệp tử nạn, nói với Kyiv Independent rằng, tôi không hiểu sao con người lại có thể trở thành súc vật như vậy. Ngay cả súc vật cũng không làm những việc khốn nạn như thế này. Bọn Nga thậm chí không phải là súc vật. Tôi không biết làm thế nào những tên phi công chó má này có thể phóng hỏa tiễn. Chúng nó biết mục tiêu, chúng nó biết tọa độ. Điều duy nhất tôi muốn là điều này sẽ trở lại với chúng tồi tệ hơn gấp triệu lần. Tôi muốn chúng cảm nhận được điều đó trên chính làn da của mình, cô nói thêm. Quân xâm lược Nga cũng đã tiến hành một cuộc tấn công khác nhằm vào Kyiv vào buổi chiều cùng ngày, với các mảnh vỡ làm hư hại một bệnh viện sản khoa, khiến 4 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Trong cuộc họp báo tại Trung tâm báo chí Kyiv chiều thứ Hai, 8 tháng 7, phát ngôn nhân Cục Tình báo Quân đội Ukraine, Đại úy Andriy Yushov cho biết, theo dữ liệu sơ bộ mà Cơ quan An ninh Nhà nước, gọi tắt là SBU, thu được, quân đội Nga đã tấn công bệnh viện Omadit bằng hỏa tiễn hành trình KH-101. Cơ quan An ninh Nhà nước cho biết, các mảnh vỡ của thân sau hỏa tiễn hành trình KH-101 có số seri và một phần bánh lái của hỏa tiễn đã được tìm thấy tại hiện trường. Ngoài Kyiv, Dnipro, Kyiv và các thành phố khác cũng bị tấn công. Tổng thống Zelensky cho biết khoảng 40 hỏa tiễn các loại đã được phóng nhằm vào Ukraine. Cũng trong cuộc họp báo tại Trung tâm báo chí Kyiv chiều thứ Hai, 8 tháng 7, phát ngôn nhân Không quân Ukraine Đại úy Ila Yevlas cho biết Ukraine đã chặn được 30 trong số 38 hỏa tiễn của Nga trong cuộc tấn công hàng loạt. Ông nói, tổng cộng, quân xâm lược Nga đã phóng một hỏa tiễn đạn đạo Kinzhal, 4 hỏa tiễn đạn đạo Iskander M, 1 hỏa tiễn hành trình siêu thanh 3M22 Zikon, 13 hỏa tiễn hành trình KH-101, 14 hỏa tiễn hành trình Kalibr, 2 hỏa tiễn hành trình KH-22 và 3 hỏa tiễn KH-5969, hỏa tiễn dẫn đường trên không. Lực lượng phòng thủ Ukraine đã bắn hạ hỏa tiễn Kinzhal, 3 hỏa tiễn Iskander, 11 hỏa tiễn KH-101, 12 hỏa tiễn Kalibr và 3 hỏa tiễn KH-5969. Kyiv, Dnipro, Kryvyi và các thành phố khác trên khắp Ukraine đã bị tấn công với ít nhất 28 thường dân thiệt mạng và 112 người bị thương tính đến 3 giờ chiều giờ địa phương. Cuộc tấn công diễn ra vào đêm trước Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Washington, nơi Ukraine hy vọng nhận được cam kết viện trợ dài hạn từ các đồng minh. Vụ tấn công ngày 8 tháng 7 là vụ tấn công đẫm máu nhất trong nhiều tháng, với con số thương vong có thể so sánh với các cuộc tấn công lớn do Nga thực hiện trong mùa đông. Diễn biến này xảy ra chỉ vài ngày sau khi Thủ tướng Hung Gia Lợi, hay còn gọi là Hungary, Viktor Orbán, triệu yết bạo chúa Vladimir Putin vào ngày thứ Sáu 5 tháng 7 trong một chuyến đi mà Orbán gọi là sứ mệnh hòa bình. Đài truyền hình nhà nước Nga thảo luận về cuộc tấn công hạt nhân vào Ukraine. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Russian State TV discusses nuclear attack on Ukraine. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Phượng. Một nhà tuyên truyền Nga đã thảo luận về các cuộc tấn công hạt nhân vào Ukraine trên một đài truyền hình nhà nước được phát sóng trong bối cảnh nước này đang diễn ra cuộc chiến xâm lược Ukraine. Serhiy Lysak, một đồng minh của nhà độc tài Vladimir Putin, đã chia sẻ suy nghĩ của mình về một cuộc thăm dò mới đây cho thấy 1/3 người Nga sẽ không phản đối cuộc tấn công hạt nhân vào Ukraine. Diễn biến này xảy ra sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov một lần nữa nói rằng cuộc chiến ở Ukraine có thể khiến Mạc Tư Khoa sửa đổi học thuyết hạt nhân của mình, mà cho đến nay kêu gọi chỉ sử dụng vũ khí nguyên tử nếu nước này nhận thấy mối đe dọa đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình. Putin nói rằng ông không cần vũ khí hạt nhân để đạt được mục đích của mình ở Ukraine, nơi ông đã xâm lược vào tháng 2 năm 2022, nhưng cũng cảnh báo rằng các cuộc tấn công của Kyiv nhằm vào Nga bằng vũ khí tầm xa do Mỹ và các quốc gia phương Tây khác cung cấp có thể dẫn đến leo thang hạt nhân. Một đoạn clip ghi lại nhận xét của Mađin đã được Julia David, người sáng lập cơ quan giám sát Russia Media Monitor, đăng trên X vào hôm Chủ nhật 7 tháng 7. Mađin đã cân nhắc một cuộc thăm dò cho thấy rằng 1/3 người Nga sẽ đồng ý với việc tấn công hạt nhân Ukraine. Davis viết trong bài đăng, Mađin không đồng ý với họ, không phải vì lý do nhân đạo, mà vì niềm tin đế quốc diệt chủng của ông ta rằng Ukraine không tồn tại và là một phần của Nga. Trong clip, Mađin nói rằng, số người Nga không phản đối một cuộc tấn công hạt nhân là cực kỳ cao, nhưng nhiều người cũng lo sợ chiến tranh hạt nhân. Mađin nói, theo bản dịch của Russia Media Monitor, để công bằng, cần phải nói rằng đại đa số người dân Nga vẫn chưa mất đi sự tỉnh táo, và tôi tin rằng họ sẽ không mất đi điều đó. Mọi người suy nghĩ trước khi đưa ra câu trả lời. Mọi người nghĩ về ý nghĩa của câu hỏi họ đang được hỏi. Tất nhiên, cũng có sự tiêm chủng tập thể được xây dựng sẵn, chẳng hạn nỗi sợ hãi về chiến tranh hạt nhân dưới bất kỳ hình thức nào. Ông nói rằng, ông hiểu lý do khiến nhiều người ủng hộ tấn công hạt nhân. Tôi hiểu rất rõ lý do của những người này, bao gồm cả những người trên Internet và trong những bình luận họ gửi cho tôi. Họ nói, tất nhiên rồi, tại sao chúng ta phải hy sinh người của mình khi chúng ta có thể đơn giản cho nổ một quả bom hạt nhân? Mađin nói. Nhưng sau đó, một câu hỏi được đặt ra, cụ thể là chúng ta nên tấn công hạt nhân vào ai? Chúng ta nên thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân quy mô lớn ở đâu? Ông tiếp tục phản đối việc ném bom Ukraine, vì theo ông, nước này là một phần của Nga, và đặt câu hỏi liệu người dân có ủng hộ các cuộc tấn công hạt nhân vào các thành phố của Nga nếu bạo lực nổ ra ở những nơi đó hay không. Ông nói, lãnh thổ Kharkiv, Dnipro, Kherson, Zaporizhia, Kyiv, Chernihiv, tất cả đều là của Nga. Trong Khmer Sản, bạn có thể đề xuất rằng nếu ngày mai có tình trạng bất ổn, nếu những kẻ cực đoan làm điều gì đó điên rồ ở Yaroslav hoặc Kostroma, bạn sẽ không đề xuất sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật chống lại Yaroslav hoặc Kostroma, phải không? Đúng rồi, nhưng còn chuyện này thì sao? Cái này khác. Không, các bạn ạ, điều này không khác gì cả. Bốn người bị thương, trong đó có trẻ em, do các cuộc tấn công của Nga ở tỉnh Dnipropetrovsk. Theo thống đốc khu vực Serhiy Lysak, một cậu bé 10 tuổi và 4 phụ nữ đã bị thương trong các cuộc tấn công của Nga vào thành phố Nikopol ở Dnipropetrovsk vào ngày 7 tháng 7. Thống đốc Lysak cho biết các nạn nhân bị mảnh đạn và vết thương làm bỏng. Ông cho biết các căn nhà và chung cư bị hư hại và hỏa hoạn bùng phát. Nikopol nằm trên bờ hồ chứa Kakhovka đã cạn kiệt, đối diện với Inohoda bị Nga tạm chiếm và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia là mục tiêu thường xuyên bị Nga tấn công. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn, và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.